Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến Hồi ngày hôm qua là cái ngày 14 tháng 2 âm lịch Em có ra một cái video Chia sẻ đến mấy anh chị mới tập chơi mai Về cái cách mà mình nhìn lá mai Mình biết được cây mai của mình nó dư nước Hoặc là thiếu nước như thế nào rồi mấy anh chị Thì à, nói chung mình chăm sóc mai vàng này á Nó có rất là nhiều cái tình huống Rất nhiều cái, cái biểu hiện trên lá nó khác nhau và trong video này em tiếp tục chia sẻ đến mấy anh chị Cái cách mà mình nhìn cái lá mai của mình tại sao nó bị bệnh lá me nè Rồi tại sao nó bị bệnh hoàng lá gan xanh Thì hai cái bệnh này nó đều xuất hiện trên cái lá mai non Phổ biến nhất là trong cái giai đoạn 1-2 tháng đầu năm này mấy anh chị Lúc mà cây mai mình nó đâm chồi để nhánh À, chồi và lá nó còn tơ nó còn non đó thì hai cái loại bệnh này nó thường hay xuất hiện ở trong cái giai đoạn này. Nếu mà mình à, phát hiện nó không kịp thời thì nó có thể làm cho cây mai của mình nó bị xíu và nó có thể chết cây luôn hết mấy anh chị. Thì à, những điều em chia sẻ trên video này rồi á thì mấy anh chị hãy cố gắng à, xem video giùm em để mấy anh chị nắm thêm một cái kiến thức từ đó về sau mấy anh chị chăm sóc cho cây mai của mình nó mang lại một cái hiệu quả à, cao hơn hết mấy anh chị để em đi kiếm hai cái lá mai này để em làm minh họa cho mấy anh chị coi cái biểu hiện lá me là như thế nào, rồi vàng lá răng xanh là như thế nào, để chia sẻ đến cho mấy anh chị mới tập chơi mai cách nhìn nhận về nó, rồi mình khắc phục nó cho nó mang lại cái hiệu quả hơn mấy anh chị. Thì mấy anh chị quan sát cây mai này nè, thấy cái màu lá nó nhợt nhạt này, Thấy không? Cái màu lá nó nhợt nhạt nè, lá này nó muốn già rồi mấy anh chị nó không còn non nó không còn tơ nữa mà nó muốn uh, già rồi nè. Nhưng mà nhìn cái màu lá thì nó không có được uh, à, xanh như những cái mai này. Mấy anh chị biết cây mai này nó thiếu gì không? Nó thiếu phân. thiếu phân thì cái lá nó nó nhợt nhạt như thế này nè. Cái này mấy anh chị muốn cho cái lá mai của mình nó nó xanh đậm hơn á. Bón cho nó một cử phân DB. là lá mai mình nó sẽ xanh đậm liền mấy anh chị. Còn mấy cái lá mai này thì khá là chuẩn rồi nè. Ừ, cái dày mà nó xanh đậm thấy không dày xanh đậm mà nó bóng nè nè dày cui à dày xanh đậm mà nó bóng đây nãy giờ em đi kiếm được hai lá này mấy anh chị mai của em nó không có bị cho nên nãy giờ đi kiếm càng chết luôn mới được hai lá như thế này hai cái lá này nó bị cấp độ nhẹ mấy anh chị thì đây là cái bệnh vàng lá gan xanh hoàng lá gan xanh nó thì nó xuất hiện trên cái lá mai non trong giai đoạn một hai tháng đầu năm thì nó cũng tùy thuộc vào cái cấp độ nữa lá mai này của em á là nó bị hoàng lá gan xanh cấp độ nhẹ nè nó chưa có nổi gan nhầm cây mà nó bị nặng rồi á thì cái lá nó màu vàng ít luôn vàng ít luôn mà nó nổi găng có nổi găng lên căn này này mấy anh chị nó nổi lên nhìn thấy khá là rõ nét em nói như vậy thì mấy anh chị hình dung ra là cũng đã biết rồi nha cái lá này thì nó bị cấp độ nhẹ cho nên cái găng của nó mấy anh chị thấy nó chưa được rõ cho lắm nha còn cái lá nặng rồi á thì nó sẽ nổi găng lên nổi găng lên khá là rõ nét còn cái lá này á thì nó nhỏ như thế này cây mai của mấy anh chị mà lá mai nó nhỏ như thế này người ta kêu là lá me nè thì bệnh lá me và bệnh vàng lá gan xanh nó cũng tựa tựa với nhau mấy anh chị có nghĩa là nó cùng chung một cái quan điểm cùng chung một cái, cái triệu chứng của nó là có nghĩa là những cây mà mấy anh chị ăn tết xong rồi mấy anh chị xả vàng rồi mà mấy anh chị tưới nước nó không đúng cách thì chắc chồng trong chậu của mấy anh chị á, nó dư ẩm nó dư ẩm rồi, rồi bắt đầu nó thúi rễ nó tạo ra nhiều cái nấm bệnh người ta kêu là nấm hồng của mấy anh chị thì hai cái bệnh này đều liên quan tới phần nấm bệnh trong chất chồng của mình có nghĩa là nó dư ẩm quá thì hai cái bệnh này nó đồng nghĩa với nhau nó đều liên quan tới cái vụ mà chắc chồng trong chậu mình nó dư ẩm ha nó cũng tùy thuộc vào cái cơ địa của cái mai. Những cây mai mà bộ rễ nó yếu rồi á, cơ địa nó yếu rồi á, mà mấy anh chị tưới nước nhiều quá nó dư ẩm, thì nó sẽ biểu hiện hai cái loại bệnh này trên lá mai của mình. Rồi nãy giờ em nói bệnh lá me và bệnh hoàng lá gan xanh này á, nó đều liên quan tới cái khâu chất trồng à, dư ẩm à, của mình, hay mấy anh chị. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ phân tích cái bệnh lá me này cho mấy anh chị hiểu thêm về nó nữa nè. Rồi em sẽ cho mấy anh chị coi uh, một cái cây mai này để em làm minh họa cho mấy anh chị coi. Đây thì uh, em sẽ lấy cây mai này làm minh họa. Cây mai này của em nó bị bệnh uh, vàng lá gan xanh và bệnh lá me luôn đó mấy anh chị. Hai cái bệnh này cùng chung trên một cây mai này nhưng mà nó bị cấp độ rất là nhẹ. Em phát hiện kịp thời. Thì uh, lá me này nè, cái trường hợp thứ hai để mà tạo ra cái lá me này á là do chắc trồng trong chậu mình hết chất dinh dưỡng có nghĩa là cái chậu mai này của em nè em đã thay chắc trồng một lúc mà em trồng tới giờ á là cũng gần gần 2 năm rồi mấy anh chị cái năm vừa rồi á thì nó phát triển rất là tốt mấy anh chị nhớ hôm là cái bộ tàn nó rất là xum xơi thì trong lúc mà nó phát triển tốt như vậy rồi á thì nó ăn hết chất dinh dưỡng chắc trồng trong chậu mình rồi và sau khi cho bông tết rồi á Em không có thay chắc trồng mới cho nó Mà em lấy một mớ chắc trồng mới Em để lên trên lớp mặt như thế này Thì mình làm như thế này thì nó không có hiệu quả Và chắc trồng cũ ở dưới á, vẫn còn y thinh nó mấy anh chị Rồi em mới xả tàn cho nó sau tết Thì sau khi mình xả tàn rồi Mình luôn luôn giữ ẩm thì nó đâm chồi để nhánh rất là là tốt, đâm chồi để nhánh rất là mạnh này mấy anh chị, mấy anh chị thấy không? À một nhánh như thế này nó đâm ra từ 4 đến 5 chồi luôn nè à. khi mà nó đâm chồi nhiều như thế này rồi á mà cái chất dinh dưỡng ở dưới nó đã hết cung cấp cho cây rồi thì nó sẽ biểu hiện trên lá nó làm cho lá mai của mình nó bị đẹp nó bị nhỏ người ta kêu là lá me rồi mấy anh chị nhìn cái màu sắc của lá mai á thì nó không có được xanh đậm đà cái này nó kiểu như là nó vàng vàng hơi hơi vàng vàng hơi, hơi thôi mấy anh chị cái này nó bị cấp độ rất là nhẹ cái màu sắc của lá mai nó bị nhợt nhạt như thế này á là do một phần chất trồng trong chậu này nó hư dư ẩm em nó thì tưới nước nó rất là kỹ em luôn giữ ẩm rất là tốt ngày thường em tưới là em chỉ tưới nước lạnh lên trên bộ tàn nó thôi khi mà mình tưới như vậy rồi á, thì nó dớt xuống dưới đây nè mấy anh chị nó làm cho chất trồng trong chậu em dư 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 ẩm và sau khi em phát hiện nó dư ẩm rồi á, thì từ đó vì sao em không còn tưới nước nữa. Và hồi sáng này á, em phun nước lạnh lên trên tàn nó nè, chỉ là phun xương thôi. Nó cũng vừa hơi, hơi 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 ướt ướt trên mặt một tí thôi mấy anh chị, không thành vấn đề. Tại vì em tưới thì em hiểu. Vì vậy mấy anh chị muốn khắc phục được cái tình trạng mà bệnh vàng lá gan xanh này và bệnh lá me này á. thì cái thứ nhất là mình giữ ẩm chắc trồng trong chậu mình luôn luôn tốt nha, khô ráo thông thoáng. Còn mình phát hiện được nếu mà nó dư ẩm rồi á thì từ đó về sau mấy anh chị không còn tưới nước nữa. Không tưới nước nữa, từ 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày chừng nào mình thấy nó khô. Lúc đó mình lấy thuốc đường rễ cộng với Dironidon mình, mình tưới cho nó. Thấy khô mình mới tưới nha mấy anh chị. Còn nó còn ẩm ướt hoài thì cứ để như vậy hoài luôn. Chừng nào nó khô mình mới tưới rượi rễ với Dironidon thôi. Còn trên tàn mấy anh chị muốn cho cái lá mai mình nó to lên, muốn cho nó xanh đậm lên. Thì những trường hợp này mình phun một là thằng rốt 2, hai, hai nữa là mình phun thằng, thằng B1. Thì nó sẽ giúp cho cái lá mai của bên chị to lên. Còn trường hợp cây mai của mấy anh chị mà cái lá mai nó bị bệnh vàng lá gan xanh quá nặng. Có nghĩa là cái bộ lá trên cây của mấy anh chị mà nó bị vàng lá gan xanh 100% luôn á. Nó bị toàn bộ trên cây luôn á. Thì cái thứ nhất là nếu mà mấy anh chị phát hiện ra chắc trồng nó dư ẩm thì mấy anh chị không còn tưới nước nữa giảm tưới nước lại rồi mấy anh chị tưới rưỡng rễ cho nó tưới chăm sóc bình thường cho nó rồi uh, mấy anh chị chăm sóc một tháng hoặc là hai tháng chừng nào mấy anh chị thấy cái lá nó xanh nó xanh kiểu như nó muốn già lại á, nhìn cái đọt nó nó khừ lại á, nó màu nâu quá, nó già lại á. thì lúc đó mấy anh chị lặt, lặt bỏ toàn bộ cái bộ lá hoàng à, lá cây xanh của cây mai của mình bỏ hết rồi mình mới giữ ẩm khi mình lặt rồi á thì mình giữ ẩm cho nó mình chăm sóc lại từ đầu cho nó rồi từ đó về sau để mình tạo ra một cái bộ lá mới mấy anh chị bởi vì nó bị rồi nó bị vàng lá gan xanh nặng nề rồi mà mấy anh chị để hoài thì cây mai của mấy anh chị đó nó, nó không hấp thu được nó làm cho cây mai của mấy anh chị đứng 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 hoài luôn nó không phát triển nổi và nó có thể là nó bị si và nó bị chết luôn ha nếu mà nó bị trường hợp quá nặng một phần trăm trên lá luôn á thì mấy anh chị lặt lá đó bỏ Ha. mình muốn đặt nó thì mình đợi cho cái lá nó dài già lại một tí, đợi đợi cho cái cái chồi này nè, cho nó dài già lại một tí, lúc đó mình đặt. Còn những cây nào á, mà nó hết chất dinh dưỡng uh, trong chất trồng á, thì khi mà mấy anh chị đặt rồi á, thì lúc đó mấy anh chị tiến hành à, thay chất trồng mới cho nó luôn. Nhưng mà những cây như vậy á, đừng có động phạm dễ của nó nhiều, mình chỉ uh, bươi sơ 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 uh, một lớp cái bầu đất ở bên ngoài á bỏ sơ sơ thôi bỏ khoảng chừng hai phần trăm thôi mấy anh chị rồi mình trộn chất trồng mới mình trồng cho nó khi mình trồng rồi thì, á, thì mình lấy nước lạnh mình tưới cho nó một cử đi cho nó xả đi những chất chua chắc chắc của chất trồng mới á sau đó mình để cây mai mình vào trong mát từng lễ 10 ngày rồi mình lấy atunit mình tưới cho nó hoặc là n ba cũng được nữa từ từ cây mai mình nó sẽ hồi phục lại và cái tỷ lệ nó chết cây là không có đó mấy anh chị rồi trong một hai tháng đầu năm này á, cái lá mai của mình nó còn rất là non. Đọt nó cũng vậy luôn. Mấy anh chị cần lưu ý một việc là phun thuốc là phải phun đúng liều. Phun những cái loại thuốc sinh học nó không có chất nóng mấy anh chị. Nhiều khi mà mấy anh chị phun những cái loại thuốc hóa học nó nóng, nó làm cho lá mai của mấy anh chị nó bị vàng luôn, nó vàng nhợt nhạt luôn. Còn nó nặng nữa là nó bị teo tớp cái lá luôn, nó nhỏ lá luôn. Cũng do là một phần phun thuốc ở nhà mấy anh chị mấy anh chị càng lưu ý nhưng mà cái phần phun thuốc này nó chiếm tỷ lệ rất là thấp chiếm khoảng chừng năm thôi mấy anh chị còn 95% còn lại là do chắc chồng trong chậu mình á à, dư ẩm và hết chất dinh dưỡng nó mới biểu hiện lên hai cái lá đó thì em nói như vậy mấy anh chị cũng đã hiểu rồi ha cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được uh, vui vẻ mạnh khỏe và thành công nha dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha